Đi học mà quá áp lực, nhóm nam sinh mở nhạc thì ngồi tĩnh tâm luyện tiên thuật. Luôn được đánh giá là một trong những lớp có thành tích tốt trong học tập. Mới đây một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải các nam sinh trong lớp học đang ngồi tu luyện khiến ai xem cũng không thể nhịn cười. Theo đó, giữa không gian bên trong lớp học náo nhiệt thì có một nhóm nam sinh khoảng 5 người đang ngồi tĩnh tâm với chiếc nhạc thiền cực chiêu. Đúng y kiểu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Phải ngồi tĩnh tâm như vậy thì khi thầy giảng bài chữ nó mới vô. Nhưng mà biết vô trong vở chứ chữ có vô đầu hay không thì chưa có biết. Ra gì đấy, chúng khét đấy trời. Nhiều người khi xem cũng đã nói vui rằng không biết là các hảo huynh đệ sau khi nhập môn này thì đã thăng thiên đến cảnh giới nào gọi nhỉ, sắp đắc đạo chưa? Rõ ràng đây chỉ là clip do các bạn nghĩ ra để mua vui trong các tiết học đầy áp lực. Tuy nhiên, sau khi đăng tải lên mạng xã hội, ai cũng không khỏi bật cười trước hình ảnh nghiêm túc của các cậu nam sinh này. Đặc biệt, bạn nam ở giữa còn diễn rất tròn vai khi biến cái quạt tay và cái nón bảo hiểm thành cái mỏ, ngồi gõ cốc cốc, làm ai xem cũng phải cười lăn cười bò. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.